Rồi hello, xin chào anh em ha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bản anh em. Rồi lên tiếp tục phục vụ cho anh em về dây củ quả anh em ha. Rồi em bán xí xiết hành lý anh em ơi. Bây giờ khó kiếm quá nha. Thì giá là chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Mình mua từ 4 ống trở lên ha, 4 ống trở lên em bao phí ship cho anh em nha. Rồi dây nè, dây thì dây mới, hoàn toàn mới, dây chưa sử dụng anh em. Thì cuộn nào mà như ví dụ như em cũng có lên clip đó, cuộn nào mà có xài rồi thì hoặc là nó dơ thì em sẽ báo là nó dơ, nó xài rồi ha. Còn cái này là em tình trạng là em sẽ giao cho anh em là nó là hoàn toàn chưa sử dụng ha. Thì nó có sọc này ha, sọc này và sọc này đó, thì em cứ giao cho anh em về vậy ha. Thì vẫn là dây Nhật hết nha anh em. Dây này phi 40 nha, phi 40 dài 15m ha, phi 40 dài 15m là đầu nối nhanh hết. Rồi một ống như là 250.000 nha. 250.000 ha. Mua 4 ống. 4 ống em bao ship nha. Đó, còn mua một ống không bao anh em. Một ống cho anh em chịu phí ship giùm em ha. Đó, một ống phí ship này tầm 30.000 anh em. Ống này 2 kg hơn nha. Rồi, em còn 2 bao anh em. 2 bao này chắc tầm 200 ống. 2 bao này chắc tầm trong ngoài 200 ống anh em. Anh em mua số lượng thì liên hệ em ha.